Chào các em, trong video này, thầy sẽ hướng dẫn các em phương pháp giải đầy đủ các dạng bài tập điện tích định luật Coulomb. Thì trước khi vào bài giảng, các em hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ các thầy. Bây giờ, chúng ta bắt đầu vào bài giảng. Chúng ta bắt đầu với dạng số 1, tính lực tương tác giữa hai quả cầu và số electron thừa hoặc thiếu của mỗi quả cầu. Thì đối với dạng số 1 này, chúng ta cần nhớ một số kiến thức sau đây. Kiến thức thứ nhất đó là ta có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. Các điện tích thì tương tác với nhau, các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, các điện tích trái dấu thì hút nhau. Electron là hạt sơ cấp mang điện tích nguyên tố âm và nó có độ lớn điện tích là E bằng 1,6 nhân 10^-19 Coulomb. Và điện tích Q của một vật thì có giá trị được tính bằng số nguyên lần điện tích nguyên tố. Và lúc này chúng ta có độ lớn của Q thì sẽ bằng N nhân với E, với N là số electron thừa hoặc thiếu của vật. Kiến thức tiếp theo rất quan trọng để giải dạng bài tập này đó là chúng ta phải nhớ được định luật Coulomb. Và biểu thức của định luật Coulomb là F sẽ được tính bằng K chỉ tuyệt đối của Q1, Q2 chia epsilon nhân R bình. Thì trong biểu thức này thì chúng ta cần nhớ Q1, Q2 lần lượt là độ lớn của hai điện tích điểm, đơn vị là Coulomb. F là độ lớn của lực Coulomb, đơn vị là Newton. R là khoảng cách giữa hai điện tích, và khoảng cách giữa hai điện tích này chúng ta phải đổi ra đơn vị là mét. Epsilon là hằng số điện môi và nó phụ thuộc vào môi trường chứa điện tích. Còn K thì bằng 9 × 10^-9, đơn vị là Newton mét bình trên Coulomb bình. Đây là một hằng số. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức trên để giải một số các cái câu vận dụng sau đây. Ta có câu số 1. Một quả cầu A có điện tích -3,2 × 10^-7 Coulomb. Đặt cách quả cầu B có điện tích 2,4 × 10^-7 Coulomb, một khoảng 12 cm. Tính lực tương tác giữa hai quả cầu và số electron thừa hay thiếu của mỗi quả cầu. Thì đối với câu số 1 này, đầu tiên chúng ta sẽ đi tính lực tương tác giữa hai quả cầu. Thì để tính lực tương tác giữa hai quả cầu, chúng ta sẽ sử dụng biểu thức của định luật Coulomb. Thì ở đây chúng ta có F sẽ được tính là bằng K chỉ tuyệt đối của Q1, Q2 chia R bình. Và đây chúng ta có epsilon này nó sẽ bằng 1 bởi vì hai quả cầu này được đặt ở trong chân không. Và nó sẽ bằng 9 × 10^-9 nhân với chỉ tuyệt đối của -3,2 × 10^-7 nhân 2,4 × 10^-7 chia cho R bình. R là khoảng cách giữa hai điện tích và khoảng cách này bằng 12 cm, thì chúng ta phải đổi ra mét, nó bằng 0,12. Và kết quả chúng ta tính được F sẽ bằng 48 × 10^-3 Newton. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đi tính số electron thừa hoặc thiếu của mỗi quả cầu. Đầu tiên chúng ta xét quả cầu A thì chúng ta thấy rằng so điện tích của quả cầu A là Q1 bằng -3,2 × 10^-7 Coulomb. Và ta thấy cái điện tích này nhỏ hơn không. Điện tích quả cầu nhỏ hơn không dẫn đến quả cầu A là thừa electron. Đó. Và số electron thừa của quả cầu A sẽ được tính theo công thức. Đó là N sẽ bằng trị tuyệt đối của Q1 chia cho E. Đó, và chúng ta thay vào. Nó bằng -3,2 × 10^-7 chia cho -1,6 × 10^-19 và ta lấy trị tuyệt đối. Và kết quả chúng ta tính được là bằng 2 × 10^-12 E. Vậy quả cầu A là thừa 2 × 10^-12 electron. Tiếp tục ta xét đến quả cầu B. Thì ta thấy điện tích của quả cầu B là Q2 bằng 2,4 × 10^-7 Coulomb, lớn hơn không. Điều đó chứng tỏ rằng quả cầu B này sẽ thiếu electron, đúng không? Bởi vì chúng ta có điện tích của quả cầu B là dương nên quả cầu B sẽ thiếu electron. Và số electron thiếu của quả cầu B sẽ được tính theo công thức là N2 thì sẽ được bằng chi tuyệt đối của Q2 chia cho E. Và ta thay số vào thì nó chính là bằng 2,4 × 10^-7 là điện tích của quả cầu B chia cho 1,6 × 10^-19 là điện tích của electron. Và kết quả
bằng 1,5 nhân 10 mũ 12 electron. Vậy đến đây chúng ta suy ra được quả cầu B thiếu 1,5 nhân 10 mũ 12 electron. Số 2. Đó là các bài tập liên quan đến định luật bảo toàn điện tích. Thì để giải các bài tập liên quan đến định luật bảo toàn điện tích, chúng ta xét một cái ví dụ tổng quát sau đây. Ta có ví dụ, ta có hai quả cầu với điện tích lúc đầu là Q1, Q2. Sau khi chạm vào nhau và tách ra thì điện tích mới của nó là Q1' và Q2'. Thì lúc này theo định luật bảo toàn điện tích thì chúng ta có tổng điện tích của hệ cô lập là đại lượng bảo toàn. Có nghĩa là chúng ta có Q1 cộng Q2 sẽ bằng Q1' cộng với Q2'. Đúng không? Và chúng ta có tổng quát, chúng ta mở rộng ra ứng với trường hợp là nó có nhiều điện tích thì ta sẽ có là tổng các điện tích trước khi tiếp xúc hay là trước khi va chạm sẽ bằng tổng các điện tích sau khi tiếp xúc hay sau khi va chạm. Tức là ta có Q1 cộng Q2 cộng chấm chấm cộng Qn thì nó sẽ bằng Q1 phẩy cộng Q2 phẩy cộng chấm chấm và cộng Qn phẩy. Và đây chúng ta lưu ý, nếu hai điện tích có cùng kích thước thì các điện tích của hệ sau khi tiếp xúc sẽ bằng nhau. Nếu hai cái điện tích này cùng kích thước thì sau khi tiếp xúc rồi tách rời nha thì các điện tích của chúng sẽ bằng nhau, có nghĩa là Q1' bằng Q2'. Đó là các cái kiến thức của cái dạng số 2 bài tập liên quan đến định luật bảo toàn điện tích mà các em phải nắm được. Bây giờ ta sẽ vận dụng kiến thức này để giải một cái câu ví dụ sau đây. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại. Quả cầu A mang điện tích 4,5 microcoulomb. Quả cầu B mang điện tích trừ 2,4 microcoulomb. Cho chúng tiếp xúc với nhau rồi đưa chúng ra cách xa nhau 1,56 cm. Tính lực tương tác tình điện giữa chúng. Thì đối với câu số 1 này, đầu tiên chúng ta có do hai quả cầu cùng kích thước nên khi cho chúng tiếp xúc rồi tách nhau thì điện tích lúc sau của chúng sẽ bằng nhau. Đúng không? Nghĩa là chúng ta có Q1' sẽ bằng Q2'. Và lúc này chúng ta áp dụng định luật bảo toàn điện tích thì chúng ta có Q1 cộng Q2 sẽ bằng Q1' cộng Q2'. Mà ta lại có Q1' bằng Q2' ở trên thì chúng ta thay vào, ta tương đương với, ta có Q1 cộng Q2 sẽ bằng Q1' cộng Q2'. Đó, hay tương đương, chúng ta rút ra được Q1 cộng Q2 chính bằng 2Q1'. Và từ đây chúng ta suy ra Q1' sẽ bằng Q1 cộng Q2 chia 2. Và Q1' này nó cũng bằng Q2'. Bây giờ ta thay số vào thì nó sẽ bằng là Q1 là 4,5 nhân 10 trừ 6 coulomb. Bởi vì ở đây người ta cho mình quả cầu A tích điện 4,5 microcoulomb. Micro đổi ra coulomb là nhân 10 trừ 6. Q2 là của quả cầu B thì bằng trừ 2,4 nhân 10 trừ 6. Lưu ý chúng ta phải lấy cả cái dấu trừ mà để bài cho. Nhiều người mà quên mất dấu trừ là tính sai ngay. Chia cho 2. Và dần đến chúng ta tính được Q1' chính là bằng 1,05 nhân 10 trừ 6 coulomb. Và giá trị này nó cũng chính là bằng Q2'. Sau khi tính được Q1', Q2' rồi thì chúng ta sẽ áp dụng biểu thức của định luật Coulomb, đúng không? Dẫn đến lực tương tác giữa hai điện tích lúc này sẽ là F' bằng K chỉ tuyệt đối của Q1', Q2' chia Epsilon nhân R bình. Bây giờ ta thay số vào, nó bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân với 1,05 nhân 10 mũ trừ 6 nhân tiếp 1,05 nhân 10 mũ trừ 6, bởi vì Q1 và Q2' này là bằng nhau. Được. Rồi chia cho epsilon bằng 1, đúng không? Rồi nhân với R bình, nhớ là R của chúng ta là bằng 1,56 cm, ta phải đổi ra mét thì bằng 0,0156 bình phương. Và kết quả chúng ta thu được lực tương tác giữa hai quả cầu sau khi tách ra là 40,77 newton. Chúng ta tiếp tục sang phần thứ 3 là tìm hợp lực tác dụng lên một điện tích. Thì đối với dạng 3 tìm hợp lực tác dụng lên một điện tích này, đầu tiên chúng ta phải nhớ lại quy tắc hình bình hành để tổng hợp hai vectơ.
Đó là nếu ta có hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy sẽ biểu diễn hợp lực của chúng. Đây chúng ta quan sát này. Giả sử chúng ta có vector F bằng F1 cộng F2, với F1, F2 là hai vector lực đồng quy. Thì lúc này chúng ta phải từ hai cái F1, F2 ta dựng một cái hình bình hành. Đúng không? Đây ta dựng một cái hình bình hành. Và lúc này vector hợp lực F sẽ là đường chéo của hình bình hành mà xuất phát từ điểm đồng quy. Đấy, đầu tiên để giải bài toán tìm hợp lực này thì chúng ta phải nhớ lại quy tắc hình bình hành. Và lúc này thì chúng ta chú ý này, cái công thức tổng quát để tìm độ lớn của lực F, đó là F sẽ bằng căn của F1 bình cộng với 2F1 F2 cos alpha rồi cộng với F2 bình. Trong đó alpha này là góc hợp bởi F1 và F2. Đây chúng ta có alpha là cái góc này, góc hợp bởi F1 và F2. Và đây thì chúng ta nhớ, để giải bài toán trở nên nhanh gọn hơn, thì chúng ta nhớ ba cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta thường gặp. Cái trường hợp đặc biệt thứ nhất, đó là khi hai lực này mà cùng phương cùng chiều. Đây chúng ta quan sát này, khi hai lực F1, F2 cùng phương cùng chiều, tức là chúng ta có F1, F2 cùng hướng và góc alpha này không bằng 0 độ, thì chúng ta sẽ suy ra độ lớn của lực F sẽ bằng F1 cộng F2. Đấy, điều đầu tiên chúng ta nhớ này, cứ hai lực cùng phương cùng chiều thì F bằng tổng F1 cộng F2. Còn trường hợp ngược lại, khi hai lực này mà cùng phương nhưng ngược chiều. Đây chúng ta quan sát này, F1 của chúng ta hướng sang phía này, F2 là hướng ngược lại, thì lúc này chúng ta có hợp lực F sẽ bằng trị tuyệt đối của F1 trừ F2. Tức là khi hai lực mà cùng phương ngược chiều thì độ lớn của lực F sẽ bằng độ lớn của lực lớn hơn trừ đi độ lớn của lực nhỏ. Trường hợp đặc biệt thứ ba là khi hai lực vuông góc là F1 và F2 vuông góc với nhau, thì chúng ta sẽ sử dụng Pythagore, tức là F sẽ bằng căn của F1 bình cộng F2 bình. Đó là ba cái trường hợp đặc biệt mà ta thường gặp, nên các em phải cố nhớ lấy để giải cái bài toán một cách nhanh chóng hơn. Còn nếu như chúng ta không nhớ thì cứ sử dụng công thức tổng quát mà thầy đưa ra cho chúng ta lúc nãy. Đó là F sẽ bằng căn của F1 bình cộng F2 bình cộng 2F1 F2 cos alpha, với alpha là góc hợp bởi F1 và F2. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức này để giải một bài tập như sau. Hai điện tích Q1 bằng 8 x 10 mũ -8 coulomb, Q2 bằng -8 x 10 mũ -8 coulomb đặt tại AB trong không khí, AB bằng 6 cm. Xác định lực tác dụng lên điện tích Q3 bằng 8 x 10 mũ -8 coulomb đặt tại C. Nếu trường hợp A, IA, CA bằng 4 cm, CB bằng 2 cm. Ý B, CA bằng 4 cm, CB bằng 10 cm. Ý C, CA bằng CB bằng 5 cm. Thì đối với câu số 4 này, đầu tiên chúng ta sẽ đi giải IA. Thì IA, đầu tiên các bạn phải nhận xét cho thầy giáo này. Đó là ta thấy này, CA của chúng ta là bằng 4 cm, đúng không? CB bằng 2 cm mà AB bằng 6 cm, điều đó chứng tỏ rằng điểm C này phải nằm trên đoạn thẳng AB. Đấy, điểm C này này phải nằm trên đoạn thẳng AB. Đúng không? Và bây giờ để giải được các bài tập này thì chúng ta sẽ đi vẽ hình để biểu diễn các vector lực. Đúng chưa? Các vector lực do Q1 tác dụng lên Q3 rồi Q2 tác dụng lên Q3. Thì chúng ta thấy này, Q1 đặt tại A mang điện tích dương, đúng không? Q2 đặt tại B mang điện tích âm. Q3 đặt tại C mang điện tích dương. Vậy ta thấy Q1 và Q3 là cùng dấu mang điện tích dương, cho nên chúng sẽ đẩy nhau. Vậy F13 của chúng ta sẽ có hướng như thế này. Đúng chưa? Lực do Q1 tác dụng lên Q3 có hướng thế này. Tiếp tục này, Q2 và Q3 trái dấu, đúng không? Q2 là bằng -8 nhân 10 bằng -8, còn Q3 lại bằng 8 nhân 10 bằng -8. Q2 và Q3 trái dấu thì dẫn đến Q2, Q3 sẽ hút nhau, cho nên F23 sẽ có hướng như thế này. Đấy, đầu tiên các bạn phải vẽ được hình
biểu diễn được các vector F13 và F23. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tính các lực này. Thì ta có này, lực do Q1 tác dụng lên Q3 thì sẽ được tính theo công thức là F13 bằng K trị tuyệt đối của Q1 nhân Q3 chia epsilon nhân với AC bình. Đó, bởi vì AC là khoảng cách từ Q1 đến Q3. Và ta thay số vào đây. Khi thay số thì lưu ý là cái AC này bằng 4 cm, phải đổi ra mét là bằng 0,04. Được chưa? Nếu không ta tính nó sai ngay. Nhiều bạn là sai cái chỗ này. Và chúng ta sẽ tính được F13 bằng 0,036 N. Tiếp tục chúng ta lại tính lực do Q2 tác dụng lên Q3 cùng F23 sẽ bằng K trị tuyệt đối của Q2, Q3 trên epsilon nhân BC bình. BC chính là khoảng cách từ Q3 đến Q2, đúng không? Và ta thay số vào, ta tính thì chúng ta tính được F23 sẽ bằng 0,144 N. Sau khi có F13, F23 thì chúng ta quan sát vào hình, chúng ta nhận xét này, do hai lực này cùng phương cùng chiều cho nên dẫn đến hợp lực tác dụng lên Q3 ta ký hiệu là FC thì nó sẽ bằng tổng độ lớn hai lực thành phần là bằng F13 cộng F23, đúng không? Và ta có nó bằng 0,18 N. Vậy đến IA này chúng ta đã suy ra được độ lớn của hợp lực là bằng 0,18 N, và hợp lực này sẽ cùng phương cùng chiều với F13, F23 luôn. Ta tiếp tục sang ý B, là trường hợp CA bằng 4 cm, CB bằng 10 cm. Thì đầu tiên chúng ta dựa vào cái dữ kiện CA bằng 4, CB bằng 10 thì ta thấy rằng CA cộng với AB thì bằng CB, cho nên dẫn đến chúng ta cũng suy ra được điểm C này sẽ nằm trên đường thẳng AB nhưng phía ngoài điểm A, bởi vì chúng ta có này, CA cộng với AB thì bằng CB, đúng không? 4 này cộng 6 bằng 10 này, nên điểm C nằm phía ngoài, nằm ở này. Đầu tiên các bạn phải xác định vị trí điểm C. Tiếp theo là chúng ta cũng đi biểu diễn được hai vector lực do Q1 tác dụng lên Q3 và Q2 tác dụng lên Q3. Thì ta quan sát ta thấy này, Q1 và Q3 của cùng dấu nên nó đẩy nhau. Vậy F13 sẽ hướng ra ngoài như thế này, đúng không? Q2 và Q3 trái dấu nên nó hút nhau. Vậy F23 của chúng ta là lực hút này, nó phải hướng về phía Q2. Đấy, chúng ta phải vẽ được hình, biểu diễn được các vector F13 và F23. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tính các lực. Lực do Q1 tác dụng lên Q3 thì F13 của chúng ta cũng sẽ bằng K trị tuyệt đối của Q1, Q3 trị epsilon nhân AC bình. Và ta làm thay số vào, ta tính được F13 của chúng ta là bằng 0,036 N như cái IA chúng ta đã tính, đúng không? Tiếp tục, lực do Q2 tác dụng lên Q3 thì F23 cũng bằng là K trị tuyệt đối của Q2, Q3 chia epsilon nhân với BC bình. Mà ta thay số vào thì ta cũng tính được nó bằng 5,76 nhân 11 - 3 N. Đấy, sau khi tính được F13 và F23 rồi thì chúng ta có nhận xét này, ta thấy rằng hai cái lực F13, F23 này cùng phương nhưng ngược chiều nhau, cho nên dẫn đến hợp lực FC sẽ bằng trị tuyệt đối của F13 trừ F23, hay nói cách khác là nó bằng độ lớn của lực lớn hơn trừ đi độ lớn của lực nhỏ hơn, thì nó chính là bằng này 0,036 trừ đi 5,76 nhân 11 - 3 N, và kết quả nó gần bằng 0,03 N. Vậy đối với ý B, chúng ta có độ lớn của hợp lực tác dụng lên Q3 là bằng 0,03 N. Và hợp lực này sẽ có hướng là chung với hướng của F lớn hơn. Và ta đã thấy ở đây F lớn hơn là F13, cho nên hướng của nó là chung với hướng của F13. Chúng ta tiếp tục với câu C. Thì chúng ta có này, câu C đề bài cho chúng ta là CA bằng CB bằng 5 cm. Và do CA bằng CB bằng 5 cm mà AB lại bằng 6 cm, cho nên dẫn đến chúng ta suy ra ABC này sẽ tạo thành một tam giác cân tại điểm C. Đấy, điều đầu tiên là từ cái dữ kiện này các bạn phải suy ra được là ABC nó sẽ tạo thành tam giác cân tại điểm C. Và tiếp theo này,
chúng ta sẽ đi vẽ các vector lực do Q1 tác dụng lên Q3 và Q2 tác dụng lên Q3. Thì chúng ta có vector lực do Q1 tác dụng lên Q3 sẽ có phương là nằm trên cái đường thẳng AC và chiều là hướng ra xa, đúng không? Bởi vì chúng ta có hai điện tích này là cùng số nên đó đẩy nhau. Vậy F13 của chúng ta là hướng ra xa thế này. Tiếp tục, lực do Q2 tác dụng lên Q3, F23 sẽ cũng có nằm trên đường thẳng BC và nó hướng về phía Q2. Bởi vì Q2 và Q3 là trái dấu, mà trái dấu thì như thế nào? Thì hút nhau, đúng chưa? Đấy, đầu tiên chúng ta phải vẽ được cái hình biểu diễn được hai vector lực là F13 và F23. Tiếp theo ta sẽ đi tính lực do Q1 tác dụng lên Q3. Thì lực do Q1 tác dụng lên Q3 là F13 sẽ bằng K chỉ tuyệt đối của Q1, Q3 chia Epsilon nhân AC bình. Bây giờ ta thay số vào, ta tính được F13 sẽ bằng 0,023 Newton. Tiếp theo, ta sẽ tính lực do Q2 tác dụng lên Q3. Thì F23 cũng sẽ bằng K chỉ tuyệt đối của Q2, Q3 chia cho Epsilon nhân BC bình. Và chúng ta tính được nó cũng bằng 0,023 Newton. Chúng ta thấy do là chúng ta có này là F13 và F23 bằng nhau, đúng không? Ta thấy nó đều bằng 0,023 Newton. Và hai lực này bằng nhau thì dẫn đến chúng ta suy ra cái hình bình hành này nó trở thành cái hình thoi. Và hình bình hành này trở thành hình thoi thì chúng ta sẽ suy ra được cái đường chéo FBC này sẽ bằng 2 lần F13 nhân cos alpha, với alpha là cái góc nhỏ này, đúng chưa? Bằng 2 F13 cos alpha hoặc là bằng 2 F23 cos alpha. Đây là cái kiến thức quan trọng mà chúng ta cần nhớ này. Cứ F13 bằng F23 thì F tổng hợp sẽ bằng 2 F13 cos alpha, với alpha là nửa của cái góc hợp bởi F13 và F23 này. Và đây thì chúng ta có này, cái góc alpha ở trên này nó bằng cái góc alpha dưới này, đồng vị, đúng không? Đây, hai vị trí này là đồng vị. Và đồng vị thì chúng ta lại xét tam giác vuông này, chúng ta thấy rằng cos alpha này sẽ bằng kề chia huyền, cạnh kề là 3 cm, đúng không? Cạnh này là cạnh kề, chia cạnh huyền là 5 cm, cho nên cos alpha ở đây sẽ bằng 3/5. Đây, lưu ý là nhiều bạn đến đây lại đi tính cái góc alpha bằng bao nhiêu độ, rồi sau đó tí nữa lại bấm cốt trở lại. Điều đó là không cần thiết, mà chúng ta chỉ cần có cái cốt alpha là được, đúng không? Bởi vì biểu thức này có cốt alpha, vậy ta có cốt alpha bằng 3/5. Sau khi có cốt alpha bằng 3/5 thì ta thay vào suy ra FC sẽ bằng 2 lần này nhân với F13 là nhân với 0,023 nhân cốt alpha là nhân với 3/5, và kết quả ta thu được FC sẽ bằng 0,0276 Newton. Vậy đến đây chúng ta đã suy ra hợp lực tác dụng lên Q3 đặt tại C là bằng 0,0276 Newton, và hướng của FC này là song song với AB, đúng chưa? Chúng ta có quan sát hình thấy nó song song với AB. Ta tiếp tục sang dạng số 4 là các bài tập liên quan đến cân bằng của điện tích. Thì để giải các bài tập liên quan đến cân bằng của điện tích, chúng ta lại nhớ lại kiến thức về hai lực cân bằng mà chúng ta đã học ở lớp 10. Thì hai lực cân bằng là hai lực, thứ nhất này phải cùng tác dụng lên một vật, đúng không? Cùng tác dụng lên một vật. Thứ hai là phải cùng giá. Thứ ba là cùng độ lớn. Và thứ tư là phải ngược chiều nhau. Đấy, đầu tiên các bạn phải nhớ được cái kiến thức về hai lực cân bằng. Và bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức này để giải cái câu vận dụng sau đây. Câu số 1. Hai điện tích Q1 bằng -12 nhân 11 -9 coulomb và Q2 bằng 3 nhân 11 -9 coulomb đặt trong không khí lần lượt tại hai điểm AB cách nhau 12 cm. Xác định vị trí đặt Q3 để Q3 nằm cân bằng. Đấy, xác định vị trí đặt Q3 để Q3 nằm cân bằng. Thì đối với câu số 1 này chúng ta có cách giải như sau. Đầu tiên, ta gọi F13 là lực do Q1 tác dụng lên Q3. F23 là lực do Q2 tác dụng lên Q3. Thì lúc này, chúng ta có để Q3 cân bằng, thì hai cái lực F13 và F23 này
phải là hai lực cân bằng. Do đó chúng ta sẽ có và vẽ được cái hình như sau. Chúng ta thấy rằng này, do quy 1 của chúng ta là âm, đúng không? Quy 1 âm, cho nên quy 2 là dương, cho nên dẫn đến cái điểm C này này, điểm C mà ta đặt quy 3 này này phải nằm ở ngoài cái đoạn AB. Ta cứ nhớ là khi AB hai điểm tích quy 1 quy 2 mà trái dấu thì điểm C này nó phải nằm ngoài cái đoạn đó. Đấy, bởi vì chỉ có nằm ngoài này thì mới dẫn đến là F13 và F23 ngược chiều nhau được thôi, đúng không? Ngoài đây, cho nên chúng ta sẽ có hình vẽ như thế, thế này. Cứ hai cái điện tích này mà trái dấu thì điểm C sẽ nằm ngoài đoạn thẳng đó. Ta lưu ý như vậy. Và lúc này chúng ta có này, F13 sẽ có độ lớn bằng F23, thì nó sẽ tương đương với K Q1 Q3 chia epsilon R13 bình bằng K Q2 Q3 chia epsilon R23 bình. Hay chúng ta sẽ có, nó sẽ tương đương với này, bằng K Q1 Q3 chia cho 0.12 cộng R23 bình. Vì sao ta có cái này? Bởi vì chúng ta có này, R13 này này, tức là đoạn AC thì nó bằng đoạn AB cộng đoạn BC, mà AB thì đề bài cho chúng ta là 12 cm, ta đổi thành 0.12 m. Còn đoạn BC này thì chính là R23, đúng không? Cho nên ta thay cái R13 này bằng R23 cộng thêm với 0.12 m. Và lúc này nó sẽ bằng K chia tuyệt đối của Q2, Q3 chia R23 bình. Nên ta bắt đầu đi rút gọn đi. Hai phía có K rút gọn này, hai phía có Q3 rút gọn đi, thì chúng ta sẽ suy ra được biểu thức, đó là R23 chia cho 0.12 cộng R23 thì bằng căn của chi tuyệt đối Q2 chia Q1, đúng không? Bởi vì chúng ta chỉ cần nhân chéo này, thì ta có là R23 bình chia cho 0.12 R23 bình thì bằng chi tuyệt đối của Q2 chia Q1. Ta lấy căn lên thì ta có biểu thức này. Q2 thì bằng 3 × 10⁻⁹, còn Q1 thì bằng −12 × 10⁻⁹. Nên ta thay vào thì chúng ta có tỷ số này chính là bằng 3 chia cho 12 bằng 1/4. Và giải cái phương trình này, chúng ta suy ra R23 sẽ bằng 0.12 m. Và từ đó thì ta suy ra được R23 của chúng ta bằng 12 cm. Và có R23 bằng 12 cm thì suy ra được R13. R13 sẽ bằng R23 cộng thêm AB, cho nên bằng 12 cộng 12 bằng 24 cm. Vậy đến đây chúng ta rút ra kết luận: để điện tích Q3 cân bằng thì dẫn đến Q3 phải nằm trên đoạn cái đường thẳng AB và cách A 24 cm, cách B 12 cm. Tiếp tục sang câu số 2. Hai điện tích Q1 bằng 18 × 10⁻⁹ coulomb và Q2 bằng 2 × 10⁻⁹ coulomb đặt trong không khí lần lượt tại hai điểm AB cách nhau 8 cm. Xác định vị trí đặt Q3 để Q3 cân bằng. Thì đối với câu 2 này chúng ta cũng có cách giải như sau. Đầu tiên ta cũng gọi F13 là lực do Q1 tác dụng lên Q3, F23 là lực do Q2 tác dụng lên Q3. Và lúc này chúng ta suy ra này, để Q3 cân bằng thì hai lực này nó phải cân bằng nhau, đúng không? Và chúng ta có hình vẽ như sau. Thì đối với bài này chúng ta lưu ý này, là Q1 và Q2 này cùng dấu với nhau. Q1, Q2 cùng dấu. Và khi Q1, Q2 cùng dấu thì cái vị trí đặt Q3 này phải nằm trên cái đoạn thẳng chứa Q1, Q2. Tức là điểm C này phải nằm trên cái đoạn thẳng AB. Đấy, chúng ta cứ nhớ hai điện tích mà Q1, Q2 cùng dấu thì cái vị trí đặt Q3 phải nằm trên cái đoạn thẳng AB này. Đấy, bởi vì chỉ có nằm thế này thì hai cái lực là F23 và F13 mới ngược chiều nhau được. Và để độ lớn của chúng bằng nhau, F13 bằng F23 thì tương đương với K chỉ tuyệt đối của Q1, Q3 chia epsilon R13 bình bằng K chỉ tuyệt đối của Q2, Q3 chia epsilon R23 bình. Và lúc này chúng ta thay vào thì nó sẽ tương đương với K chỉ tuyệt đối của Q1, Q3 chia cho R13. Thì lúc này ta sẽ thay bằng này, R13 của chúng ta chính là đoạn AC, thì nó chính là bằng AB trừ đi BC, mà AB thì bằng bao nhiêu? 8 cm,
Còn BC của chúng ta chính là R mấy? R23. Cho nên ta thay vào R13 sẽ bằng là 0,08 trừ R23 bình. Và cái này bằng K chỉ tuyệt đối của Q2, Q3 chia R23 bình. Đến đây ta rút gọn K và Q3 đi. Thì chúng ta sẽ rút ra được tỷ số, đó là R23 chia cho 0,08 trừ R23 thì sẽ bằng căn của chi tuyệt đối Q2 chia Q1. Bây giờ chúng ta thấy Q2 thì cho bằng 2 nhân 10 trừ 9 coulomb. Q1 thì bằng 18 nhân 10 trừ 9 coulomb, cho nên ta thay vào nó bằng căn của 2 phần 18 tức là 1 phần 9. Và giải phương trình này thì ta rút ra được R23 chính là bằng 0,02 mét. Và từ đó ta tìm được là R23 là bằng 2 cm. Và có R23 bằng 2 cm thì suy ra R13 lấy 8 cm trừ 2 là bằng 6 cm. Đúng không? Và đến đây chúng ta rút ra kết luận để điện tích Q3 cân bằng thì Q3 phải nằm trên AB và cách A 6 cm, cách B 2 cm. Thì bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.